Gần đây các báo đưa tin về hiện tượng kỳ lạ xảy ra không rõ nguyên nhân khiến dân chúng hoang mang. Theo chúng tôi được biết, hiện tại các nhà chức trách đang vào cuộc điều tra. Tiên Tiên, chúng tôi cần cậu giúp đỡ. Nhanh lên Snowy, đi thôi. Kho báo Tin Tin, những cuộc phiêu lưu kỳ thú, phát sóng lúc 19:30 thứ hai ngày 20 tháng 1 trên kênh HTV3.